Xin chào các bạn, bản tin xe buýt ngày 9 tháng 10 năm 2022, tổng hợp hình ảnh hậu trường diễn xuất, làm việc chăm chỉ của Hứa Khải và Ngô Thư Hân, thời đoàn phim Tình Kiến Kỳ Hiệp 6. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.